Chưa. Ô xe này xe sang à? Sao lại có cái gì đây? Diêm này à? Là diêm chiên lắng. Xe sang ấy nhỉ? Ừ, đỡ cháy gì? Ra là Gia Châu. Đấy, xe này gần sang. Xe này là xe gì đây hả chị? Ừ, xe này xe đây. Ford. Ford à? Ừ, Ford Focus. Một cái dòng xe đẹp thế nhỉ? Cực kỳ phổ thông tại xe lông mình luôn, ngang với dòng xe BMW luôn. Nhưng mà sao nó lại có cái diêm nhỉ? Diêm đấy dán thêm. À thế này là dán thêm à? Xe nắng, nó nắng. Đó. Ồ, cứ tưởng Focus là xe sang rồi. Ừ, đấy, còn Focus. Cái dòng này thì quá là thông dụng tại cửa hàng mình, không khác gì BMW luôn rồi. Con này nó đời bao nhiêu chị? Con này là Focus 2011. Đấy, động cơ 1.8. Con này chắc chỉ 250 là gì nhỉ? Ui, đoán hôm nay đoán chuẩn thế nhỉ? Đúng, chỉ đang chào có 250 thôi. Rẻ nhỉ? Rẻ như cho. Đấy. Đây này, nhìn cho thì tuyệt vời. Đấy, không cho thì chị chưa đào được. Thật các thứ cũng đẹp đấy, rộng đẹp ra. Đẹp luôn, sẵn sử dụng một cái mẫu xe hatchback. Cốp rộng lắm nhá, không phải là hatchback mà là sao con này cốp lại rộng như này nhỉ? Đấy, hatchback. Rộng hơn thấy bị em thấy là rộng hơn bình thường đấy. Rộng hơn bình thường nhỉ? Ừ, chị cũng thấy nó rộng hơn bình thường. Hay là bình thường xe chị gọi là có nhiều đồ. Đúng rồi. Con này nó là Focus này, cái con này nó gọi là màu ghi vàng, màu ghi vàng. À, màu vàng. Biển Hà Nội phù hợp cho khu vực Hà Nội và Sài Gòn, là không mất 20 triệu tiền biển. Đấy, hoàn toàn sẵn đi, nội thất rất đẹp luôn. Đó, máy số gọi là con này là ngon em cực kỳ luôn. Có điểm chê. Chê cái gì? Có một điểm chê gọi là nó thấp hơn chị thôi đúng không? Không. Con này có điểm chê là chưa có cửa sổ trời. À, con này chị khuyến mại được, những con nào có thì chị không làm được, chứ con nào không có chị sẽ khuyến mại. Yên tâm, nếu mà thích, chị có khuyến mại luôn mà, Brahma luôn. Đấy. Số tự động 1.8 mà lái con này nó nhẹ lắm. Hatchback lái nhẹ lắm, con này mà. Tốt xăng chị nhỉ? Không. 1.8 cái tại cái form nó nhỏ mà, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh chỉ tầm 7 lít trên 100 cây thôi. Thế là cũng hợp lý nhỉ? Ừ, rất là hợp lý luôn, mà cái form rất đẹp, phù hợp lữ sử dụng thì đẹp hơn. Đó, còn nói chung cái dòng này không kén khách, ai cũng có thể sử dụng được luôn. Đó, chỉ có đổ xăng là chạy. 250 triệu, ừ, chỉ có đổ xăng là chạy thôi. Thôi khả năng là em nghĩ là chị bớt số lẻ. Bớt số lẻ là bao nhiêu? Một số năm đi là khả năng là được. Là bán được ngay đúng bán không? Bán được ngay. Là bán được ngay luôn ấy, chứ đấy. Không phải là mà khéo bán cho em luôn ấy, chả phải bán cho ai nữa.